Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng ngày 30 tháng 1, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, cùng đồng chí Nguyễn Hung Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đi thăm và tặng quà động viên các công nhân viên, người lao động đang làm việc tại dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội tại vị trí giao cắt giữa tuyến đường vành đai 4 với đường huyện DH22 km 74+250 xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên tặng 100 suất quà động viên công nhân viên, người lao động đang làm việc tại công trường.